Hello mọi người đã đến với kênh của em nha. Hôm nay mình sẽ đi lấy cái thuyền này nè. Ở đây, ở đảo Event nha. Đây, mình đã đủ 1.500 kẹo rồi nè. Kẹo farm ở đâu á? Ở đây nè, farm ở mấy con này nè. Đó, và mấy con này là có kẹo nha. Hả? Bây giờ mình sẽ mua nha. Hôm bữa mình farm mình mua được cái đầu tiên rồi. Cái này nè. Cái này 250 kẹo nè. Đó. Đây nè. Đây. Nè, cái này nè. EH. Đó. Nè, EH. Nó màu xanh mà sao nay nó màu đen ta. Mình sẽ mua cái thứ hai thử nha. Đây. Rồi, mấy nhiêu coi. Đây, nón Noel. Nón ông già Noel nè. Đó. Đây. Không thấy. Khó thấy quá. Nó đằng sau. Đó. Bây giờ mua cái thuyền luôn nha. Cái thuyền nè. Này, 1.000 kẹo á. Đó, mua rồi đó. Để mình qua bên kia coi cái nón này với cái mũ này tăng cái gì nha. Để mua cái thuyền đó. Đây. Đó. À. Cái kẹo kéo cái thuyền gì thử coi. Phát nhạc nè. Vì đi vừa phát nhạc nè. À. Đi nhanh là nó phát nhanh, đi chậm là nó. Đi qua bên kia coi tác dụng của hai cái nón này là gì nha. Đi. Có di chuyển không ta? Trời ơi. Nè, gì nè. Qua đây. Coi tăng cái gì nha. 30% Blasted Chun là cái gì ta? À, chạy nhanh 30%. 30% chạy nhanh, 12% Block Food. Silver Block Food quà. Block Food với silver 400 energy và 400 hết cũng được đó chứ. Cũng được á. Đi coi cái mũ màu xanh nè. Này coi, 20% rune, 10% melee silver, 5% cooldown chiêu. Hồi chim giảm 5% hồi chim melee với silver. Với cái thuyền nữa thôi. Đó rồi. Farm mệt lắm luôn á. Farm phải dùng trái Phật tổ farm mới nổi á. Chứ không thể nào farm nổi được luôn á. Trời ơi, farm 3-4 tiếng mới được á. Phật tổ mà đã 3-4 tiếng rồi đó. Khó farm lắm. Này. Đó. Thuyền mới đây.
xe trượt tuyết. Cái này là kiểu như xe trượt tuyết á. Chạy có nhạc. Cái thuyền của nó xấu hơn, xấu hơn thuyền này. Thuyền. Ở đây 3 món mua được thôi. Cái này là limited á, Noel mới có thôi á. Mà cày mệt quá. Cày từ sáng tới giờ luôn á. Cày lâu ghê. Đi qua đây coi. Hết điểm luôn rồi. Hết kiểu luôn rồi. Không còn một phiên nào hết. Không biết nhạc này có bản quyền không nhá. Nè, đánh con này nè, ra kẹo nè. Đó, candy. Đó, hết rồi. Chỉ có vậy thôi. Bye mọi người nha. Video này là video đầu tiên bên quay á. Không có like. Video đầu tiên á. Bye mọi người nha. Mong mọi người ủng hộ em nha. Bye bye. Bye bye.